Ngày sách Việt Nam là một sự kiện văn hóa quan trọng đối với những người yêu sách và cả cộng đồng xã hội. Đây thật sự là niềm vui lớn cho người yêu sách, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Những năm qua, Thư viện tỉnh An Giang đã thực hiện nghiêm túc quyết định số 284 ngày 24 tháng 2 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ, quyết định lấy ngày 21 tháng 4 hàng năm là Ngày sách Việt Nam. Thư viện tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam bằng những việc làm thiết thực với mong muốn mang đến cho bạn đọc những trải nghiệm mới nhằm khuyến khích mọi người quan tâm hơn đến việc đọc sách. Qua 5 lần, từ lần 1 đến lần 5, được tổ chức dưới hình thức triển lãm quy mô lớn. Tại mỗi buổi triển lãm, với trên 3.000 đầu sách và ấn phẩm sách, báo, tạp chí, nội dung được chọn lọc phong phú và sâu sắc, gồm các nội dung chủ đề, lĩnh vực như chính trị, xã hội, khoa học kỹ thuật, kinh tế, văn học nghệ thuật đã được trưng bày giới thiệu sách, phục vụ miễn phí, đông đảo công chúng yêu sách. Bên cạnh đó, còn diễn ra các hoạt động hướng dẫn kỹ năng đọc, phương pháp chọn lựa sách đối với từng đối tượng, giao lưu cùng các nhà văn, nhà thơ, chia sẻ những kinh nghiệm, truyền lửa tình yêu với sách, khơi dậy lòng yêu đọc sách, hình thành thói quen đọc sách, ý thức tự học, học tập suốt đời của người dân, đặc biệt là đối tượng học sinh, sinh viên. Để Ngày sách Việt Nam mang lại hiệu quả cao với độc giả, Thư viện tỉnh An Giang đã chủ động đổi mới các phương thức hoạt động chuyên môn nhằm duy trì hiệu quả những hoạt động thường niên khi hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ 6. Trên tinh thần ấy, nhiều ý tưởng độc đáo được ra mắt, đặc biệt là các cuộc thi tài năng sáng tạo vật dụng tái chế, xếp sách nghệ thuật, sáng tác tác phẩm, giao lưu tác giả, độc giả. Đây thật sự là một hướng đi mới, góp phần đưa thư viện trở thành không gian truyền cảm hứng sáng tạo, chia sẻ tri thức mọi lúc, mọi nơi. Đến năm 2020, khi Ngày sách Việt Nam lần thứ 7 diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 bùng phát và công nghệ phát triển đã tạo nên những thách thức đối với hoạt động thư viện truyền thống. Nhưng đây cũng là thời cơ để Thư viện tỉnh An Giang được phát huy tinh thần sáng tạo, chuyển hướng hoạt động để bắt kịp với xu hướng mới, nhu cầu mới nhằm đưa văn hóa đọc ngày càng lan tỏa, sâu rộng và mạnh mẽ. Cụ thể là việc mở rộng triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động trực tuyến trên fanpage của Thư viện tỉnh như kể chuyện sách, giới thiệu sách, chủ đề, truyền cảm hứng từ sách, tài năng phán đoán lắp ghép bìa sách chủ đề, quyển sách tôi yêu, tìm tên quyển sách chủ đề, mùa dịch này bạn có nhớ mình không, viết cảm nhận về gốc sách tôi yêu, giải đoán ô chữ. Với việc đổi mới các hoạt động tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 7, thành công rõ nhất là sau khi các cuộc thi online kết thúc vẫn còn trên hàng ngàn lượt người truy cập và theo dõi trang fanpage của Thư viện tỉnh. Đến nay, để góp phần đưa văn hóa đọc trở thành nét đẹp trong đời sống xã hội, Thư viện tỉnh An Giang tiếp tục triển khai ứng dụng công nghệ thông tin để tổ chức các hoạt động Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 8 theo hình thức trực tuyến, kết nối với các hoạt động được sâu rộng. Đồng thời, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền để đưa sách đến gần hơn với bạn đọc, giúp bạn đọc tăng thêm cơ hội tiếp cận sách, khơi dậy tình yêu và thói quen đọc sách cùng với một số tài liệu về sách như những tấm gương ham đọc sách và tự học thời đại Hồ Chí Minh, phát họa nên hình ảnh những con người xuất chúng gắn liền với việc học suốt đời và tự học qua sách báo như tấm gương ham đọc sách và không ngừng tự học của Bác Hồ và một số nhà cách mạng, nhà khoa học lỗi lạc, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tạ Quang Bửu, Trần Đại Nghĩa, Đào Duy Anh, Tôn Thất Tùng và Hoàng Tụy. Những người giữ lửa tình yêu với sách, thông qua những câu chuyện nhỏ nhưng đã phát thảo được phần nào chân dung người cán bộ thư viện. Tuy mỗi người ở một cương vị công tác khác nhau, nhưng họ đều có chung một suy nghĩ làm sao để nhen nhóm và thổi bùng lên ngọn lửa tình yêu đến với sách. Đến với đọc sách thật là vui, chúng ta sẽ bắt gặp những hình ảnh minh họa, người que hớm hỉnh, ngôn từ giản dị dí dỏm, hài hước, giàu suy tưởng, đầy ắp tư duy thực tế, cũng như hiểu biết sắc sảo về cơ chế vận hành trí não của trẻ nhỏ, đồng thời cũng gửi đi một thông điệp vượt thời gian, chẳng phát kiến nào vĩ đại bằng hành trình khám phá thế giới qua niềm vui đọc sách. Những trang sách nâng tâm hồn và ước mơ là ấn phẩm tập hợp các trang nhật ký đặc sắc nhất của các em học sinh trung học cơ sở với lời văn trong sáng, hồn nhiên và cũng không kém phần tinh nghịch của lứa tuổi học trò. Bên cạnh đó là những cảm xúc chân thành về những quyển sách mà các em đã đọc với nhiều nội dung khác nhau, xoay quanh những chủ đề về tình yêu gia đình, tình thầy trò, tình bạn cùng những bài học cuộc sống. Bí kíp khiến bạn thích đọc sách
với những nét minh họa ngộ nghĩnh như một cuốn vở nhát của học trò, nhưng đã đưa ra những lý do chính đáng để bạn nhỏ có thể thích đọc sách, yêu mến sách. Nhờ cách thể hiện mới lạ ấy đã biến một đề tài nghiêm túc trở nên gần gũi và vui nhộn. Đọc sách như một nghệ thuật, nên phương pháp đọc sách tốt nhất cho học sinh là cuốn sách hướng dẫn đọc hiểu lý thú và hiệu quả nhất dành cho độc giả phổ thông, giúp bạn khám phá và lĩnh hội các cấp độ đọc khác nhau, từ đọc lướt, đọc kỹ, có hệ thống đến đọc ôn và đọc nhanh tốc độ cao. Bộ sách tham khảo cho thí sinh dự thi cuộc thi đại sứ văn hóa đọc gồm 3 cuốn, tập hợp các bài dự thi đạt giải tại vòng chung kết cuộc thi đại sứ văn hóa đọc năm 2019. Cuốn thứ nhất, Cánh cửa nhiệm màu, tập hợp các bài của học sinh tiểu học. Cuốn thứ hai, Sách đã thay đổi tôi như thế đấy, tập hợp các bài của học sinh trung học cơ sở. Cuốn thứ ba, Sách và cuộc sống, tập hợp các bài của học sinh trung học phổ thông và đại học cao đẳng. Có thể nói, đây là những trái đầu mùa. Hy vọng trong thời gian tới, văn hóa đọc sẽ tiếp tục được vun đắp, xây dựng thành một cộng đồng biết yêu sách, trân trọng sách và biết áp dụng những kiến thức, kỹ năng và những bài học hay từ trong sách vào thực tế để làm cho cuộc sống của mình tốt đẹp hơn.